Xin chào các bạn. Sau đây Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn làm quen bài tập luyện ngón ở trên đàn guitar. Bài tập đầu tiên thì trước khi mình tập, giới thiệu sơ qua là cái số dây trên cái đàn của mình. Trên cái đàn của mình gồm có 6 dây. 6 dây, dây số 1 là ở tính từ phía dưới thấp lên cao là dây số 1. Dây số 1. Dây số 2. Dây số 3, dây số 4, dây số 5, dây số 6. Cái cách khởi đơn giản đầu tiên là mình sẽ dùng ngón tay cái của mình làm quen với tay phải nè. Ngón tay cái bên tay phải, mình để tay tựa trên cái cùi chỏ của mình đây, tựa trên thùng đàn, và mình sẽ thao tác ngón tay cái của mình ở gần khu vực chỗ lỗ phát ra âm thanh trên thùng đàn. Tay mình thả lỏng, chỏ mình để trên thùng đàn, tay thả lỏng, cổ tay thả lỏng. Mình sẽ di chuyển theo cái chiều, theo chiều dạng như vòng cung như thế này. Ngón tay mình hơi xéo một góc khoảng 45 độ so với lại dây đàn. Mình không phải là để vuông góc như thế này, mình để xéo 45 độ thả lỏng. Và cách mình khởi dây như thế này là tay phải, ngón tay bên tay phải của mình đây, ngón tay cái bên tay phải của mình sẽ đàn dây số 1, dây số 1 đàn như thế này. Dây số 2, khi khởi dây số 2 thì mình vịn vào dây số 1. Khi khởi dây số 3 mình vịn vào dây số 2. Khởi dây số 4 mình vịn vào dây số 3. Khởi dây số 5 vịn vào dây số 4. Khởi dây số 6 vịn vào dây số 5. Đó, mình cắt rồi mình có thể đàn từ dưới lên hoặc từ trên xuống. Còn lại mình để hơi khum lại một xíu, đừng để thẳng ra nha. Để thẳng ra như vậy tay mình, cái cơ tay nó bị căng lên, đánh nó bị mỏi và nó không có được linh hoạt lắm. Mình hơi cong ngón tay lại xíu, hơi cong ngón lại một xíu để tự nhiên như thế này. Đó, mình khởi. Bên tay trái của mình, ngón 1, ngón 1, 2, 3, 4, 5. Mình xài 4 ngón thôi, nó 1, 2, 3, 4. Ngón số 5 là cái ngón tay cái của mình. Mình sẽ làm điểm tựa để mình nhấn. Thì ngón tay cái của mình á, mình sẽ làm điểm tựa trên cần đàn như thế này. Làm điểm tựa mình sẽ làm như thế này. Mình sẽ nhấn ở cái khoảng giữa hai cái đốt ngón tay của mình đây nè, giữa này nè, mình sẽ đặt vào cái cần đàn, mình làm điểm tựa để mình bấm. Đừng có ôm lên, ôm lên như thế này, nó sẽ bị cứng cái tay. Làm sao mình để ngón tay cái làm điểm tựa nhưng mà đừng có bị ôm chặt quá, làm khó di chuyển lên xuống cần đàn. Mình sẽ làm điểm tựa vào đây. Thì ngón số 1 mình sẽ đặt lên cái ngăn số 1 trên đàn này. Cái này gọi là ngăn 1. Ngón số 2 đặt lên ngăn số 2. Ngón số 3 đặt lên ngăn số 3. Ngón số 4 đặt lên ngăn số 4. Khi mình bấm đàn á thì ngón tay mình hơi cong lại một xíu. Mình hơi cong ngón lại một xíu. Mình bấm vào khoảng giữa hoặc là sát với lại cái thanh chặn, thanh sắt này thì âm thanh nó sẽ rõ hơn. Nếu mình đặt ngay lên cái thanh sắt này thì mình đặt tiếng nó sẽ không rõ, nó sẽ bị cong. Mình sẽ khởi dây này. Các bạn phải thử lực tay của mình bấm sao vừa đủ thôi, vừa đủ kêu rõ ràng. Nếu bấm nhẹ quá thì nó bị tịt, mà bấm mạnh quá, mình dùng lực nhiều quá thì mình sẽ bị mau mỏi tay, mau đau tay.
mình sẽ làm quen là ngón số 1 đặt lên ngăn 1, ngón số 2 đặt lên ngăn 2, ngón số 3 đặt lên ngăn 3, ngón số 4 đặt lên ngăn 4. Mình làm quen 4 ngón ở trên dây số 1 nè. 1, 2, 3, 4. Tương tự như vậy mình làm đàn lên dây số 2. Ngón 1 ngăn 1 dây số 2. Ngón 2 ngăn 2 dây số 2. Ngón 3 ngăn 3 dây số 2. Ngón 4 ngăn 4 dây số 2. Đó là 1, 2, 3 và 4. Mình có thể làm tương tự như vậy đối với các dây còn lại. Đánh 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mình cứ đánh chậm thôi đã, cho tiếng nó ra rõ ràng. Mình đánh từ dưới lên, rồi giờ đánh từ trên xuống. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Khi các bạn đàn đều rồi, có thể mình tăng tốc độ nhanh lên một xíu. Đó là mình đánh theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Rồi mình có thể tập ngược lại là mình đánh 4, 3, 2, 1. Tập ngược lại là đánh ngón số 4 nè. Số 3, số 4, số 3, số 2, số 1, số 4, số 3, số 2, số 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Nó đánh từ dưới lên, bây giờ đánh từ trên xuống. 4, 3, 2, 1, 4, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Rồi mình có thể đánh xen kẽ cho nhau, giờ là 1, 2, 3, 4 nè. Các bạn cố gắng tập nhé.